Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 7 bài 16 phần 1 trang 74-77 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ 14. Một La Mã tình hình kinh tế xã hội. Một nhỏ. Từ nửa sau thế kỷ 14, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém. Nhiều nông dân phải bán ruộng đất, vợ, con cho các quý tộc, địa chủ giàu có và biến thành nô tỳ, bị bóc lột nặng nề. Vào nửa sau thế kỷ 14, có 9 lần vỡ đê lụt lớn. Nhiều năm vừa bị hạn vừa bị lụt, có hơn 10 nạn đói lớn. Nguyễn Phi Khanh, Đỗ Thái Học sinh thời Trần, đã mô tả cái tình cảnh dân chúng bấy giờ như sau. Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy, đồng quê than vãn trông vào đâu. Lưới chày quan lại còn vơ vét, máu thịt nhân dân cạn nữa rồi. Vương hầu quý tộc, nhà chùa, địa chủ nắm trong tay rất là nhiều ruộng đất. Ruộng đất công ở các làng xã bị xâm lấn. Khẩu phần ruộng đất của nông dân bị thu hẹp. Đời sống ngày càng bấp bênh, cực khổ. Thế nhưng triều đình vẫn bắt dân nghèo mỗi năm phải nộp 3 quan tiền thế đinh. Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỷ 14 như thế nào? Tại sao lại có tình trạng đó? Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỷ 14. Kinh tế nông nghiệp sa sút, nhiều năm mất mùa, đói kém. Đời sống nhân dân thì ngày càng bấp bênh, cực khổ, nhiều nông dân phải bán ruộng đất, vợ, con cho các quý tộc, địa chủ và biến thành nô tỳ, bị bóc lột nặng nề. Nguyên nhân là nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa bảo vệ đê điều các công trình thủy lợi. Tình trạng tư hữu hóa ruộng đất diễn ra mạnh mẽ do các chính sách ruộng đất của nhà nước và sự lớn mạnh của giai cấp địa chủ, vương hầu quý tộc. Trong khi đó, nhà nước vẫn ban hành và thực hiện các chính sách thuế khóa nặng nề. Tiếp theo hai nhỏ, tình hình xã hội. Mặc cho đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, vua, quan, quý tộc, nhà Trần vẫn lao vào cuộc sống ăn chơi sa đọa. Vua buông tuồng ăn chơi vô độ, nghiện rượu, mê đàn hát. Xa xỉ làm cung điện nguy nga, lãng phí tiền của, hoang dâm chơi bời, món gì dụ tông cũng mắc, cơ nghiệp nhà Trần sao khỏi suy được. Khâm định vị sử thông giám cương mục. Quan lại vương hầu quý tộc, nhân đó đã thả sức ăn chơi xa hoa, bắt quân dân xây dinh thự, chùa chiền liên miên. Trong triều thì nhiều kẻ tham lam, nịnh thần làm rối loạn kỷ cương phép nước, triều chính bị lũng đoạn. Tư nghiệp quốc tử giám là Chu Quang An đã dâng sớ lên vua đòi chém 7 tên nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe, ông đã xin treo mũ từ quan. Nhà Trần ngày càng suy sụp hơn từ sau khi Trần Dụ Tông chết năm 1369 và Dương Nhật Lễ lên nắm quyền năm 1369-1370. Trần Dụ Tông không có con trai, Nhật Lễ là con nuôi của một đại vương nhà Trần, được Hoàng Thái Hậu đưa lên ngôi. Nhật Lễ vốn là con của một kép hát họ Dương, nên khi làm vua đã rất tâm xóa bỏ họ Trần thay bằng họ Dương, bằng cách tìm giết các quý tộc lớp trên của nhà Tần. Một số quý tộc nhà Trần mưu giết Nhật Lễ không thành nên 18 quan lại của quý tộc, kể cả tướng quốc nhà Trần đã bị Nhật Lễ sát hại. Hàng ngày, Nhật Lễ chỉ vui chơi, hoang dâm và rượu chè. Nhà Trần còn bất lực trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Champa và yêu sách ngang ngược của nhà Minh, đời sống nhân dân càng khổ cực. Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỷ 14? Cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỷ 14. Mặc cho đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, vua quan nhà Trần vẫn lao vào cuộc sống ăn chơi sa đọa. Các vương hầu quý tộc nhân đó đã cũng thả sức ăn chơi xa hoa, bắt quân dân xây dựng dinh thự, chùa chiền liên miên.
Trong triều thì nhiều kẻ tham lam nịnh thần đã làm rối loạn kỷ cương phép nước. Triều chính bị lũng đoạn, nhà Trần càng suy sụp hơn khi Trần Dụ Tông chết năm 1369 và Dương Nhật Lễ lên nắm chính quyền. Nhận xét, lối sống ăn chơi sa đọa của vua quan nhà Trần trái ngược với cuộc sống cực khổ bấp bênh của nông dân cho thấy, vào nửa cuối thế kỷ 14, nhà Trần đã lâm vào cái tình trạng khủng hoảng suy thoái trầm trọng. Đây là sự khủng hoảng mang tính chu kỳ của chế độ phong kiến, là dấu hiệu suy vong của một vương triều và sự lên ngôi của một vương triều mới trong lịch sử. Bị áp bức bóc lột tàn tệ, nông dân, nô tỳ mâu thuẫn ngày càng sâu sắc với giai cấp thống trị, bởi vậy họ đã vùng dậy đấu tranh mạnh mẽ. Từ giữa thế kỷ 14, nông dân, nô tỳ đã nổi dậy khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương. Đầu năm 1344, Ngô Bệ hô hào nông dân ở Yên Phụ, Hải Dương đứng lên khởi nghĩa. Bị quân đội triều đình đàn áp, khởi nghĩa thất bại. Đến năm 1358 thì Ngô Bệ lại nổi dậy ở Hải Dương. Đến đầu năm 1360 thì bị giết. Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Kỵ ở Thanh Hóa. Năm 1379, Nguyễn Thanh tụ tập nông dân khởi nghĩa, tự xưng là Linh Đức Vương, hoạt động ở vùng sông Chu, Thanh Hóa. Nguyễn Kỵ cũng xưng Vương, hoạt động ở Nông Cống. Cùng năm 1379, Nguyễn Bổ nổi dậy ở Bắc Giang. Tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn ở Quốc Ai, Hà Nội. Đầu năm 1390, nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nông dân nổi dậy ở Quốc Oai, hiếu quân hoạt động ở vùng Sơn Tây. Lực lượng hùng hậu đã kéo về đánh chiếm kinh thành Thăng Long trong 3 ngày. Vua Trần phải bỏ thành chạy lên Bắc Giang, sau đó cuộc khởi nghĩa bị triều đình đàn áp. Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái ở Sơn Tây. Năm 1399, Nguyễn Nhữ Cái đã nổi dậy khởi nghĩa, hoạt động ở vùng Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Đến năm 1400, cuộc khởi nghĩa mới bị đàn áp. Em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn và hoạt động của các khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỷ 14. Đầu tiên, số 1, khởi nghĩa của Ngô Bệ, năm 1344, năm 1360, địa bàn hoạt động là ở Hải Dương. 2, khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Kỵ, năm 1379, hoạt động, địa bàn hoạt động là ở Thanh Hóa. 3, khởi nghĩa của Nguyễn Bổ, năm 1379, địa bàn hoạt động là ở Bắc Giang. 4, khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn, năm 1390, địa bàn hoạt động là Quốc Oai, Hà Nội. 5 là khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái, năm 1399, năm 1400, Sơn Tây, địa bàn hoạt động là Sơn Tây, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Tiếp theo là phần câu hỏi, câu số 1. Em hãy trình bày tóm tắt tình hình kinh tế xã hội nước ta nửa sau thế kỷ 14. Đầu tiên là về tình hình kinh tế. Từ nửa sau thế kỷ 14, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi nên kinh tế nông nghiệp sa sút, nhiều năm mất mùa đói kém. Vương hầu quý tộc, nhà chùa, địa chủ nắm trong tay rất nhiều ruộng đất. Ruộng đất công ở các làng xã bị xâm lấn, khẩu phần ruộng đất của nông dân bị thu hẹp, đời sống ngày càng bấp bênh cực khổ. Tiếp theo là tình hình xã hội. Mặc cho đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, vua quan nhà Trần vẫn lao vào cuộc sống ăn chơi sa đọa. Các vương hầu quý tộc nhân đó đã cũng thả sức ăn chơi xa hoa, bắt quân dân xây dựng dinh thự, chùa chiền liên miên. Trong triều thì nhiều kẻ tham lam nịnh thần đã làm rối loạn kỷ cương phép nước, triều chính bị lũng đoạn. Nhà Trần gây suy sụp hơn từ khi Trần Dụ Tông chết năm 1369 và Dương Nhật Lễ lên nắm chính quyền. Nhà Trần còn bất lực trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Chăm Pa và yêu sách ngang ngược của nhà Minh, đời sống nhân dân ngày càng cực khổ.
Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa của nhân dân đã nổ ra trên cả nước. Tiếp theo là hai nhỏ, em có nhận xét gì về Vương Triều Trần ở nửa cuối thế kỷ 14? Cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỷ 14. Mặc cho cái đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, vua quan nhà Trần vẫn lao vào cuộc sống ăn chơi sa đọa. Các vương hầu quý tộc nhân đó cũng thả sức ăn chơi sa hoa, bắt quân dân xây dựng dinh thự. Chùa chiền liên miên, trong triều nhiều kẻ tham lam nịnh thần đã làm rối loạn kỷ cương phép nước, triều chính bị lũng đoạn. Nhà Trần đã càng suy sụp hơn từ khi Trần Dụ Tông chết năm 1369 và Dương Nhật Lễ lên nắm chính quyền. Nhận xét lối sống ăn chơi sa đọa của vua quan nhà Trần đã trái ngược với cuộc sống cực khổ bấp bênh của người nông dân, cho thấy vào nửa cuối thế kỷ 14, nhà Trần đã lâm vào cái tình trạng khủng hoảng suy thoái trầm trọng. Đây là sự khủng hoảng mang tính chu kỳ của chế độ phong kiến, là dấu hiệu suy vong của một vương triều và sự lên ngôi của một vương triều mới trong lịch sử. Tiếp theo là số 3 nhỏ, sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tỳ ở nửa sau thế kỷ 14. Nói lên điều gì, tại sao? Các cuộc khởi nghĩa đều bùng nổ ra vào nửa cuối thế kỷ 14, chứng tỏ xã hội thời Trần đang lâm vào tình trạng mất ổn định. Vai trò tích cực của vương triều Trần không còn, nhà Trần đã không còn cái khả năng đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, cần phải thay thế bằng một vương triều mới. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử lớp 7. Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liên để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.